máy hút ẩm Mitsubishi 22 lít điện 220 mọi người này. Ok, chào mọi người. Thì buổi sáng hôm nay mình tiếp tục lên video nhé. Thì mấy ngày hôm nay thì rất là nhiều bác hỏi là bên shop này thì còn máy hút ẩm Mitsubishi 22 lít điện 220 không. Thì bên em hiện tại cũng không còn nhiều đâu, còn có 5-7 chiếc gì đó thôi. Vì năm nay điện 220 và Mitsubishi này rất là hiếm luôn mọi người nhé. Đấy, thì trước mắt các bác đây là em đang có một con này, hàng thì em còn 4-5 con nữa. Đấy, giới thiệu cho các bác một con nhé. Mitsubishi 22 lít điện 220, tức rồi, Made in Japan, không phải bàn luận về những con máy này nữa. Đấy, máy thì là bên em đã lựa rất là kỹ rồi. Ok, ngon lành, chạy đã test ok hết rồi mọi người nhé. Đây là hình thức máy mình đang quay. Đấy, màn hình hiển thị độ ẩm rồi đặt độ ẩm, các tính năng đầy đủ hết, bên mình đã test hết rồi. Con máy hút ẩm Mitsubishi 22 lít điện 220 thì có thể dùng cho phòng độ khoảng 5 đến 60 m2 mọi người nhé. Hình thức máy đây ạ. Máy đây. Mình đang quay hình rất là thực tế mọi người nhá. Máy này thì có một cái ưu điểm, nó cũng giống như dòng 14 và 16. Nó là dòng mít mỏng và hút là hút ở cửa trước và hút 2B. Đấy. Hút 2B. Thế nên là cái việc con máy này các bác có thể để sát tường là thoải mái mọi người nhá. Đấy, máy là rất là đẹp luôn. Ruột riết các thứ ok. Đấy, máy móc ngon lành. Bên em đã test rất là kỹ rồi. Thì bác nào có nhu cầu về con máy hút ẩm Mitsubishi 22 lít điện 220 hàng tuyển này thì liên hệ bên em nhé. Máy này thì chạy siêu êm luôn mọi người ạ. Với cái phân khúc mà phòng khoảng 5-60 m2 thì mình thấy là con này là một trong con mà ok nhất, chạy hợp lý, giá hợp lý hơn chân voi mà chạy rất là ok, êm ái ngon lành. Rồi, cảm ơn mọi người.